Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Hungary. 20 tháng 8 năm 2021. Hungary tặng Việt Nam vaccine và bộ xét nghiệm nhanh COVID-19. Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary. Tổng thống Hungary chúc mừng thành tựu phát triển của Việt Nam. Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Hungary, 20 tháng 8 năm 1919, 20 tháng 8 năm 2021, ngày 20 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Hungary Eder Janos. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Hungary Orbán Viktor. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Szijjártó Péter. Hungary tặng Việt Nam vaccine và bộ xét nghiệm nhanh COVID-19. 13 tháng 8 năm 2021, 18 giờ 16 phút 50 giây. Đây là nghĩa cử quý báu minh chứng cho mối quan hệ, đối tác toàn diện, tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary trong hơn 70 năm qua. Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary. Đại sứ Hungary tại Việt Nam đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện ung bướu Cần Thơ. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Triển lãm tranh khổ lớn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tại Hungary. Ngày 11 tháng 8 năm 2021, Chính phủ Hungary quyết định tặng Chính phủ Việt Nam 100.000 liều vaccine AstraZeneca và 100.000 bộ xét nghiệm kháng thể nhanh để đối phó với đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục có những biến chuyển phức tạp với sự xuất hiện của những biến chủng mới với mức độ nguy hiểm cao và lây lan nhanh, Chính phủ Việt Nam đã xác định việc tiếp cận được nhiều nguồn vaccine và nhanh chóng tiêm chủng diện rộng là giải pháp quan trọng và cấp bách hiện nay. Việc Chính phủ Hungary quyết định hỗ trợ vaccine và bộ xét nghiệm kháng thể nhanh cho Việt Nam là nghĩa cử quý báu minh chứng cho mối quan hệ, đối tác toàn diện, tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary trong hơn 70 năm qua, đồng thời thể hiện sự chia sẻ lẫn nhau trong lúc khó khăn, quyết tâm cùng chung sức đồng lòng đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cho hộ chiếu vaccine COVID-19. Chi tiết tin tức, những điều cần biết về tiêm phòng vaccine COVID-19. Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe. Ngày đăng, 17 tháng 6 năm 2021. Việt Nam và cả thế giới đang phải chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch COVID-19. Để phòng ngừa dịch bệnh, ngoài thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế thì tiêm vaccine giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc bệnh và giảm mức độ nặng khi mắc bệnh. Càng nhiều người được tiêm ngừa chúng ta càng có thể kết thúc đại dịch COVID-19 nhanh hơn nữa. Theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine là một trong những biện pháp hiệu quả, chủ động để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, giúp giảm các biến chứng, di chứng nặng và tử vong. Cũng giống như các loại vaccine giúp ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm khác. Vaccine COVID-19 giúp cơ thể chúng ta phát triển khả năng miễn dịch chống lại virus gây bệnh COVID-19. Ngoài tác dụng giảm số người nhiễm virus SARS-CoV-2, các loại vaccine phòng COVID-19 sẽ giúp làm giảm số trường hợp bị biến chứng nặng do mắc bệnh, giảm số người phải nhập viện điều trị do bệnh nhẹ và giảm nguy cơ tử vong. Vì vậy, tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hữu hiệu giúp cuộc sống của chúng ta trở lại bình thường. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, người tham gia tiêm chủng cần có sự chuẩn bị trước khi đi tiêm như tự đánh giá nguy cơ bản thân. Nếu có nguy cơ mắc COVID-19 cần xét nghiệm để đảm bảo không bị nhiễm virus. Nếu có bất cứ triệu chứng nào như sốt hoặc triệu chứng nhiễm trùng, cần thông báo cho y tế và không đến điểm tiêm chủng. Tại thời điểm đi tiêm, người tham gia tiêm chủng cũng cần thông báo đầy đủ cho y bác sĩ về tình trạng sức khỏe của bản thân bao gồm tiền sử bệnh tật, tiền sử dị ứng với bất cứ tác nhân nào, đặc biệt là dị ứng với liều tiêm vaccine COVID trước đó. Trong buổi tiêm, cần tuân thủ các quy định của buổi tiêm theo đúng quy trình của Bộ Y tế. Sau khi tiêm xong, cần ở lại điểm tiêm chủng để được cán bộ y tế tư vấn và theo dõi ít nhất 30 phút. Sau khi về nhà, người được tiêm chủng cần theo dõi sức khỏe bản thân ít nhất 2 ngày. Những điểm cần lưu ý bao gồm các dấu hiệu tại chỗ như sưng, nóng, đỏ tại nơi tiêm, chú ý tuyệt đối không đắp bất cứ thứ gì vào nơi tiêm. Nếu có sốt, theo dõi thân nhiệt, cập nhiệt độ khi sốt, sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều lượng và theo dõi đáp ứng với thuốc hạ sốt. Nếu phát hiện bất thường về sức khỏe, phải báo ngay cho nhân viên y tế để được tư vấn và xử lý kịp thời. Lưu giữ cẩn thận phiếu xác nhận tiêm chủng và mang đến điểm tiêm khi đi tiêm mũi tiếp theo. Khuyến cáo, để đảm bảo hiệu quả tối đa của vaccine, mỗi người cần phải được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng phải đạt 70% đến 85% để có miễn dịch cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời sau khi tiêm chủng vaccine vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thông điệp 5K để đảm bảo an toàn cho mình, gia đình và cho cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Tiêm vaccine COVID-19 là quyền lợi của cá nhân, là trách nhiệm với cộng đồng. Khi đến lượt bạn hãy đến cơ sở y tế để được tiêm vaccine và theo dõi sức khỏe. Y tế, từ vụ 22 nhân viên mắc COVID-19 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, quan trọng nhất là 5K. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng, bác sĩ khuyên cáo người dân phải chấp hành nghiêm quy định 5K, với người đã tiêm vaccine hoặc người tiếp xúc với người đã tiêm vaccine. 13 tháng 6 năm 2021. Từ vụ 22 nhân viên mắc COVID-19 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng,
bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh khuyên cáo người dân phải chấp hành nghiêm quy định 5K, kể cả với người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc người tiếp xúc với người đã tiêm vaccine. Sáng 13 tháng 6, 22 nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân mắc COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, 22 trường hợp này gồm 7 nhân viên phòng công nghệ thông tin và 15 nhân viên phòng hành chính quản trị. Bệnh viện cũng tạm phong tỏa để tiến hành điều tra, truy vết, khử khuẩn môi trường. Đánh giá ban đầu có thể nguồn lây từ ngoài đi vào bệnh viện. Phía trước cổng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, người nhà của nhân viên y tế và những người đang điều trị tại bệnh viện đưa đồ dùng sinh hoạt vào bên trong, ngày 12 tháng 6. Ảnh, Trần Phúc, trao đổi với báo Lao động, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian phong tỏa, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có thể xét nghiệm lại toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân trong cơ sở điều trị. Phải xác định được SARS-CoV-2 đã tồn tại và lây lan trong bệnh viện bao lâu để có những đánh giá chính xác nhất về tình hình. Cùng với đó, xác định mức độ nguy cơ, phân luồng từng trường hợp để tiếp tục theo dõi, giám sát. Từ đó, đánh giá mức độ và nguy cơ từ nguồn lây của các trường hợp này với bệnh viện và đưa ra những giải pháp, cách xử lý phù hợp, kịp thời. Để hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo trong bệnh viện và nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện, bác sĩ Trương Hữu Khanh nhận định, điều quan trọng nhất là chính nhân viên y tế phải tuân thủ tốt quy định 5K kể cả trong và ngoài bệnh viện. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng, bác sĩ Khanh khuyến cáo người dân phải chấp hành nghiêm quy định 5K, kể cả với bản thân người đã tiêm vaccine hoặc người tiếp xúc với người đã tiêm vaccine. Việc tiêm ngừa có giá trị trong việc giúp bản thân người tiêm vaccine có thể ít lây bệnh hoặc không thể lây bệnh cho cộng đồng. Cùng với đó, bản thân người này nếu có mắc bệnh thì sẽ nhẹ hoặc không tử vong, bác sĩ Khanh chia sẻ. Được biết, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là một trong số 18 cơ sở y tế trực tiếp điều trị COVID-19 của cả nước được Bộ Y tế xét ưu tiên tiêm chủng vaccine AstraZeneca trong đợt đầu tiên. Bệnh viện tiến hành đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 đầu tiên vào tháng 3 với khoảng 900 nhân viên y tế. Trong ngày 12 tháng 6, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn hỏa tốc đến bệnh viện công lập và ngoài công lập về việc yêu cầu viên chức, người lao động trong bệnh viện tuyệt đối tuân thủ các biện pháp 5K theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo tất cả nhân viên trong bệnh viện phải mang khẩu trang trong suốt thời gian làm việc tại bệnh viện. Sau giờ làm việc ở bệnh viện, nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh. Cùng với đó, không tụ tập bạn bè hoặc người thân, không ở cùng gia đình, để sinh hoạt, ăn uống, không đi đến những nơi đông người nếu không thực sự cần thiết. .. 28 tháng 7 năm 2021. SARS-CoV-2019. 01, Bắc Mỹ. Tổng số trường hợp 41.953.620. Tổng số người chết 935.182. Tử vong 1.613, 1 triệu người. Tổng số dân số 579 triệu. 02, Nam Mỹ. Tổng số trường hợp 35.177.416. Tổng số người chết 1.078.953. Tử vong 2.496, 1 triệu người. Tổng số dân số 430 triệu. 03, Châu Âu. Tổng số trường hợp 50.965.168. Tổng số người chết 1.128.809. Tử vong 1.550, 1 triệu người. Tổng số dân số 746 triệu. 04, Châu Á. Tổng số trường hợp 60.937.116. Tổng số người chết 878.369. Tử vong 186 phần 1 triệu người. Tổng số dân số 4 tỷ 600 triệu. 05, Châu Phi. Tổng số trường hợp 6.572.923. Tổng số người chết 166.034. Tử vong 125 phần 1 triệu người. Tổng số dân số 1 tỷ 300 triệu. 06, Châu Úc. Tổng số trường hợp 98.907. Tổng số người chết 1.500. Tử vong 34 phần 1 triệu người. Tổng số dân số 43 triệu. 07, Đông Nam Á. Tổng số trường hợp 6.912.526. Tổng số người chết 136.251. Tử vong 208 phần 1 triệu người. Tổng số dân số 655 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh, trong một ngày, hơn 4.300 bệnh nhân COVID-19 xuất viện. Y tế, đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn mắc bệnh, chuyên gia nói gì? Nhiều nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 nhưng vẫn mắc bệnh. Vậy tiêm phòng vaccine COVID-19 rồi sẽ miễn nhiễm với virus hay không? Ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng bệnh như thế nào? Việt Nam triển khai tiêm vaccine COVID-19. Đối tượng nào được ưu tiên trong lần tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 ở Thành phố Hồ Chí Minh? Người nhiễm bệnh đã được tiêm vaccine hầu như không lây cho người khác. Tiến sĩ BS Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng miền Bắc, phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng, vaccine COVID-19 không đem lại sự bảo vệ tức thì. Tiêm vaccine rồi vẫn có thể bị mắc bệnh, ít nhất 12 đến 14 ngày sau khi tiêm mũi đầu tiên, cơ thể mới bước đầu có tác dụng.
sau tiêm mũi thứ hai, vaccine COVID-19 đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu từ 1 tháng trở lên. Ngoài ra, hiệu quả này cũng chỉ đạt ở mức khoảng 60-90% tùy theo từng loại vaccine. Vaccine COVID-19 không bảo vệ tuyệt đối, nhất là khả năng bảo vệ cơ thể không mang mầm bệnh. Điều này có nghĩa là khi đã tiêm vaccine, chúng ta có thể không mắc COVID-19, nhưng vẫn có khả năng trở thành người mang virus và lây bệnh cho người khác, vị chuyên gia này cho hay. Theo BS Thái, cho đến thời điểm này, những loại vaccine mà chúng ta đang có vẫn có tác dụng phòng đối với virus, đặc biệt là phòng thể nặng. Điều này rất quan trọng cho những người có nhiều nguy cơ như mắc bệnh lý nền, người cao tuổi, người mắc bệnh đặc biệt, thì việc phòng thể nặng đã rất tốt, chưa kể đến phòng nhiễm. Đó là lý do tại sao, ngoài việc tiêm vaccine, người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 5K hết sức nghiêm ngặt. Bởi vì, tiêm vaccine cũng chỉ có thể giảm nguy cơ lây nhiễm nhưng vẫn có thể mắc bệnh và có nguy cơ lây cho người khác, dù khả năng lây nhiễm cho người khác đã giảm đi nhiều, bác sĩ nói. Bác sĩ Thái phân tích bằng chứng cụ thể nhất là vụ dịch COVID-19 ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương hay ở Điện Biên, đã có những người được tiêm vaccine COVID-19 vẫn nhiễm bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng, lây thứ cấp từ những người nhiễm SARS-CoV-2 đã được tiêm vaccine COVID-19 hầu như không có, rất hiếm, bác sĩ cho hay. Đã tiêm vaccine cầm chắc việc có kháng thể chống lại virus. Theo chuyên gia này, tỷ lệ bảo vệ sau khi tiêm mũi một vaccine COVID-19 là khá thấp, chỉ từ 30-50%, thậm chí là thấp hơn. Với tỷ lệ bảo vệ thấp như vậy, vẫn sẽ có những người tiêm một mũi mà bị nhiễm bệnh, đặc biệt những người vừa tiêm xong, chưa đủ để tạo ra kháng thể. Sau khi tiêm mũi một ít nhất khoảng 12 ngày trở đi, cơ thể mới có thể tạo ra kháng thể. Tiêm phòng vaccine COVID-19, con virus này né tránh miễn dịch rất tốt, vì vậy, nhiễm bệnh rồi nhưng tạo ra kháng thể hay không rất khó nói, vì virus này có những protein gây cản trở việc sinh kháng thể. Nhưng vaccine thì khác, đã tiêm vaccine rồi sẽ cầm chắc việc sinh kháng thể, bác sĩ Thái nhấn mạnh. Theo bác sĩ Thái, vừa rồi khi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tiêm vaccine, sau một tháng, khi đánh giá lại những người đã tiêm về vấn đề sinh kháng thể thì thấy rằng đến 90% số người đã tiêm mũi một đã sinh kháng thể. Đây là kết quả rất khả quan cho thấy, chúng ta đã được vaccine bảo vệ, mặc dù bảo vệ có thể chưa đủ mạnh. Đây là lý do chúng ta phải tiêm mũi 2. Trong nghiên cứu ban đầu ở Việt Nam thấy rằng, tỷ lệ những người đã khỏi COVID-19 có miễn dịch vô cùng thấp, chứng tỏ rằng con virus này rất thông minh, tránh được và làm cho hệ thống miễn dịch đáp ứng yếu ớt với nó. Đó là lý do vì sao không có được sự miễn dịch tốt ở những người đã nhiễm bệnh. Vaccine thì khác, chỉ sau một tháng sau tiêm mũi 1, việc đáp ứng lên tới 90% số người tiêm đã sinh kháng thể. Tất nhiên, kháng thể đó có thể mạnh, yếu, có thể không đủ, không trung hòa được virus, nhưng ít nhất là có thể nhìn thấy được, bác sĩ Thái cho hay. Đồng quan điểm này, Phó giáo sư T.S. Nguyễn Viết Nhung Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng, những người được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn có tỷ lệ mắc bệnh nhất định. Do đó, vaccine vẫn chưa thể thay thế nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Đây cũng là lý do chúng ta phải tiếp tục thực hiện chủ trương vaccine kết hợp 5K theo khuyến cáo. Về việc y bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh mắc COVID-19, PGS Nhung cho rằng, nếu các ca bệnh chỉ xuất hiện ở khu vực hành chính, mức độ nguy hiểm có thể thấp và việc kiểm soát cũng đơn giản hơn. Ngược lại, khi virus tồn tại và lây lan trong các bộ phận khám, chữa bệnh, tình hình sẽ trở nên phức tạp. Bên cạnh đó, mức độ nguy hiểm còn phụ thuộc nhiều vào tình trạng giao lưu, giãn cách của cơ sở y tế. .. 30 tháng 7 năm 2021. SARS-CoV-2019-01, Bắc Mỹ, tổng số trường hợp 42.236.100, tổng số người chết 937.834, tử vong 1.613, 1 triệu người, tổng số dân số 579.02, Nam Mỹ, tổng số trường hợp 35.331.772, tổng số người chết 1.083.545, tử vong 2.496, 1 triệu người, tổng số dân số 430.03, châu Âu, tổng số trường hợp 51.211.506, tổng số người chết 1.131.020, tử vong 1.550, 1 triệu người, tổng số dân số 746.04, châu Á, tổng số trường hợp 61.489.716, tổng số người chết 887.370, tử vong 186/1 triệu người, tổng số dân số 4.600.05, châu Phi, tổng số trường hợp 6.659.790, tổng số người chết 168.082, tử vong 125/1 triệu người, tổng số dân số 1.300.006, châu Úc, tổng số trường hợp 102.006, tổng số người chết 1.523, tử vong 34/1 triệu người, tổng số dân số 43.007, Đông Nam Á, tổng số trường hợp 7.130.